đứng trên đầu ngón chân, hạ xuống, chúng ta chào nhau. Tay phải chúng ta đặt ở phần dưới rốn này, đây là phần đan điền của chúng ta. Nó xoay eo từ trái sang phải. Đây là cái bài khởi động giúp làm ấm thận, mạnh thận. Khi mình xoay eo thì thận nó sẽ ấm hơn, và cái kinh mạch là đới mạch nó sẽ xoay chuyển, ra cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Ta buông lỏng tay ra, xoay vẫn đều từ trái sang phải, xoay đều từ trái sang phải. Cột sống nó là cái long mạch của cơ thể của chúng ta. Cột sống nó phải thẳng thì người mới khỏe được. Cột sống cong nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Cách tập như sau này: đẩy ngược phía trước, bụng phía trước, chùn đầu gối này, mông phía sau đứng lên, rất là giảm dai như thế này. Đấy, hơi khó thì bắt đầu tập. Ngược phía trước này, bụng, chùn đầu gối thẳng ngược. Đấy, động tác nó rất là mềm dẻo, cột sống nó uốn lượn này, như một con rồng vậy. Rồi, tay của chúng ta này, hạ trên xuống, từ trên xuống dưới, rất là nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhớ đẩy mông ra phía sau thì nó khí nó mới vào phần xương cụt, vào thận. Ta, hai chân của chúng ta đứng rộng hai bên, quay đầu gối này, từ bên trong ra bên ngoài, trong ra ngoài, đầu gối xoay này, từ trong ra ngoài. Đấy. Tay này, tiếp theo là tay xoay từ trong ra ngoài. Khí công nó lịch sử hơn 5.000 năm rồi, từ khi mà còn chưa có cả đông y, chưa có tây y, đó là người ta tìm ra những phương pháp này để giúp nâng cao sức khỏe cho chúng ta. Từng tay một nhá. Đấy, không phải trèo đò, trèo đò. Cái đầu gối mình nó được xoay chuyển, rất là dễ chịu. Lưỡi chạm vào miệng trên, khuôn mặt mỉm cười tự nhiên. Nó đứng thở tự nhiên một lúc, hơi thở nó bình hòa lại trước khi mình tập tiếp bài âm dương khí công. Âm dương khí công, tay của mình đặt dưới đan điền này, dưới rốn này, lúc kéo lên là nó cao nhất là đến ngực nhá, không cả không kéo cao quá, đến ngực nhận. Chùn đầu gối xuống, hít mũi này, thở miệng, ba, hít vào, thở miệng, bốn, thở, năm, hơi lên, còn nó xả hết những chất độc, chất cặn bã trong người mình ra, mà hơi thở mũi không thể làm được, thì hơi thở miệng nó sẽ có tác dụng. Lên mình đón chân, xuống thở miệng và hơi chùn cái đầu gối xuống nha, hơi chùn cái đầu gối xuống một chút. Hít vào, mình gửi ra phía sau này, thở miệng, bật ra, thở miệng. Sau đấy hai tay mình hạ xuống, lúc nâng người lên này là thở tự nhiên nhá, ngả người phía sau là hít này, thở miệng. Tay song song với chân, cái phần chân ra phía sau này, tay lại tiếp tục song song lên, hít, thở, hạ xuống, nâng người lên, ngang phía sau hít, nâng lên, thở, thở, tiếp tục hít, thở, nâng người lên, hít, đầu nhìn đây, thở, nâng người, thở. Hít vào, đầu nhìn phía trước này, nhìn thấy tôi này, hít. Đó. Sang chùa Thiếu Lâm Tự thì ngài thấy thì căn cơ của các vị chư tăng mặc dù tu hành rất là lâu rồi, nhưng mà do
ăn chay trong điều kiện thiếu thốn và ngồi thiền nhiều, nhưng mà không có những động tác dưỡng sinh, không có những động tác hỗ trợ, nên người là sức khỏe là rất là yếu. Nên ngày khai sáng là hai bộ kinh kíp chính của kinh công là dịch cân kinh và tẩy thủy kinh để giúp thay đổi cái sức khỏe cho mọi người. Dịch cân kinh, dịch là làm dịch chuyển này, cân hệ thống cân, kinh công tập rất nhiều ở cân, kinh ở đây là hệ thống kinh mạch, dịch chuyển hệ thống gân cơ kinh mạch để làm thông được thập nhị chính kinh, tức là 12 đường kinh chính. Cơ thể của chúng ta nó gồm có lục phủ ngũ tạng và một cái phủ tâm bào nữa, tổng cộng là 12. Cứ mỗi 2 giờ thì có sẽ một cái tạng, một cái phủ có thần kinh lạc đi qua. Đấy, ví dụ 3-5 giờ sáng là đường kinh phế hoạt động này, 5-7 giờ sáng là đường kinh đại tràng hoạt động. Ai mà đại tràng khỏe, đại tràng tốt ấy, có tập kinh công thì chúng ta sẽ đi vệ sinh trong tầm 5-7 giờ sáng, nó sẽ tự đi. 7-9 giờ sáng là giờ của dạ dày nó hoạt động, thì giờ này là giờ ăn sáng, mình phải ăn sáng đúng giờ. Ăn sớm quá cũng tốt, 6 giờ sáng ăn sáng cũng tốt, phải đúng 7-9 giờ sáng. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào dịch cân kinh. Cách tập nó rất là đơn giản, công năng rất là cao. Nam thì tay phải ở trên, tay trái ở dưới. Nữ thì tay trái ở trên, tay phải ở dưới. Đó. Mắt mình khép hờ là thiền. Rồi, hai tay của chúng ta sang hai bên. Đây là chiều thứ nhất, thông cho hệ thống hô hấp sang mũi họng của chúng ta. Còn tay áp út vào ngón út này, xoắn tay xuống như thế này. Đây, nó xoắn như thế này. Đó, tay nó hướng hai bên này, trái phải này. Tay xoắn này, xoắn đúng là tay nó hơi run run này, tức là nó xoắn rất là mạnh. Khi nó vào, sau đấy tôi thả lỏng ra. Thả lỏng ra thấy người nó ấm áp dễ chịu, thấy hai cái bờ vai này, ngực nó căng, ngắt lên. Tức là không được đường kinh phế. Sau đó tôi thiền đứng. Tay đưa lên từ từ. Đây là thức 1 của dịch cân kinh. Hai tay sang hai bên. Đứng trên đầu ngón chân và xả khí trong kinh. Cách xả khí tâm kinh này là chúng ta đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người về sau, ngửa cổ luôn và kèm theo tiếng A. Lần số 2 vẫn là chiều đấy. Ngón áp út và ngón út này là hai ngón dẫn khí của kinh công. Ta phải xoắn tay. Hạ tay thấp xuống một chút, nó thì nó xoắn. Hai bên. Đứng trên là ngón chân xả khí đông kinh. Khi nói thiền, tức là ánh mắt mình khép hở lại, thở tự nhiên. A là âm thanh để thải độc nhé. Khi mình A, cái là cái quả gan mình. Chân đứng bình thường ạ. Tay lên và xả khí trong kinh. Rất là đau. Vai bình thường mà vỗ vào để nó đau, chúng tôi chỉ cần vận một cái thôi. Tay nó rung rung luôn này. Đấy, khí nó vào thì nó không bị sao nữa. Đấy là cách dẫn khí vào cơ thể.
tức là người ta sẽ dùng hai tay xoắn đây này, đấy, xoắn đây là dùng bật ra, thì cái đường khí nó tự đi theo kinh mạch xuôi vào trong người của mình. Dưới đi lên, đó, thấy bụng mình nó cứng ngắc lên, thấy bụng cứng chưa? Đây ngủ xuống, lên, xả khí thông kinh, ơ hai tay hạ xuống dần dần, tay rổ, rồi tiếp theo là hệ thống lao lách, gan nó thải độc nhưng mà mình phải ngủ sâu giấc, và nếu mình thức ở giờ đấy thì sự thải độc hơi ít, tương tự như vậy 9 đến 11 giờ là mật thải độc, còn ở buổi sáng thì 9 đến 11 giờ sáng là đường kinh lao lách nó sẽ thông hoạt nhất, là khi khí nó đi qua lá lách nên mình phải tập cái động tác này, động tác số 4 của dịch thần kinh này để thông cho lá lách, giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường. Ai bị tiểu đường rồi thì nó sẽ chuyển hóa bệnh tốt hơn. Tay trái từ sau này, tay phải chúng ta để này, nó vuốt sang bên phải. Đó. Chân trái chúng ta đứng trên các đầu ngón chân, chân phải đứng bình thường. Đó. Ai tay đang thẳng tắp này thì chịu kiểu tay xuống. Còn áp vuốt vào và kinh khí nó đi vào lá lách. Mắt thì nhìn theo hướng của tay, mở đốt sống cổ. Rồi, tay của mình đi về. Đang nghiêng người ra phía sau và xả khí thông kinh này. Tương tự tay phải phía sau, tay trái của nó vốt này. Vấn đề đều nằm ở bàng quang và cái hai bộ thận của chúng ta. Khi mình luyện tốt thức này thì mình sẽ không bị tiểu đêm nữa và khả năng chuyển hóa nước ở trong cơ thể nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, người xưa người ta nghiên cứu ra cách luyện ở hai bàng quang này rồi. Nhớ tay trái mình ở trên này, tay phải ở dưới, mình để tay này. Nó đầu ngón chân của chân trái lên, chân phải đứng bình thường. Nó xoay ra phía sau này. 1 2 3 đến cái thứ 4 là mình giữ lại, nhìn theo hướng của cụ trỏ tay, giúp thông hoạt cuộc sống đốt sống cổ. Thấy cái vùng bàng quang nó căng lên, đưa lên, hạ xuống, đứng trên đầu ngón chân, xả khí thông kinh này. Đứng trên đầu ngón chân của chân phải. Ngoài lọc máu nó còn cung cấp khí cho cơ thể, cung cấp khí ở phía vốn động mạch này, sau lưng chúng ta nó động mạch nó đi thẳng lên, đi thật khỏe rồi nó mới đi theo động mạch nó lên não, nó nuôi não nó tốt, tức là những người thật khỏe thì nó mới thông minh được. Nó thật mình yếu là nó thiếu oxy, thiếu năng lượng lên não là trí nhớ nó giảm sút, học trước quên sau, học rất là lâu. Đấy. Ví dụ có những học viên của tôi, ví dụ cậu này ngày xưa thật yếu là nó học ví dụ nó không thể học được, đấy, bạn không học được nhưng mà chỉ 3 tháng bây giờ học rất là nhanh rồi, thật khỏe rồi, cấp khí lên não rất là tốt. Đấy, bài này tập nó rất là độc đáo, rất là hay nhá. Đấy, chúng ta để cái ấn thiền định, sau đây hai tay này từ trong ra ngoài, đứng trên đầu ngón chân, rồi hạ cái chân xuống này, để tay này, nha. Lưng mình thẳng này, nghĩ đến phần lưng, nghĩ đến phần hai của thận đằng sau lưng này, lên chậm rồi. Đứng trên cái đầu ngón chân, hạ xuống. Bây giờ mình hạ chân này, xuống tấn. Lưng thẳng, lưng mình thẳng. Và tâm mình thẳng, đây này, đứng chậm. Tay múa. Từ trong ra ngoài đây. Hạ xuống. Nhưng mà rất là khỏe sau này. Tất cả nó có 3 level cơ, 3 cấp cơ. Đấy, tính cho cấp 2, cấp 3 xem ai làm được nhé. Tức là mình làm này kiểm tra là thận luôn. Cấp 1 thì rất là dễ, cấp 2 là khó hơn rồi. Đến cấp 3 đấy, chúng ta check luôn, kiểm tra luôn là thận mình đang cấp mấy nhé.
đỡ phải đi bệnh viện khám là check luôn ở đây này. Muốn thì chăm ra ngoài này, hạ xuống như kiểu ngồi xổm trên các đầu ngón chân này, rất mềm hẳn. Đấy, thấp nhất rồi, thế là thấp nhất rồi. Thấp nhất rồi, thấp nhất rồi. Rồi hạ ra xuống này, đứng ở cái mép chắc. Múa tay, hạ xuống. Đứng thở. Xả khí thông kinh. Đầu tiên chúng ta đứng chân hơi chùng gối này, tay chúng ta để này. Cái này là thiền đứng chạm trang trường sinh công, ngón tay cái song song với ngón trỏ, đứng thẳng, hơi chùng gối một chút, các đầu ngón chân hướng vào bên trong, hơi thở hoàn toàn tự nhiên, cấp một hơi thở tự nhiên. Tay trái, tay phải thì hình nắm đấm và kéo về bên phải như là một người đang kéo cung này. Đấy, tặng hết lưng lên. Lên. Lên thì nhìn sang bên tay phải. Cố u chân cung, tay phải gây lá trưởng như thế này. Đứng trên lòng bàn chân như phía sau. Rồi tay trái ra. Thu chân về. Thẳng hạ tấn xuống. Sang này, hạ tấn này. Đấy nhìn cái tay này. Nắm đấm rất là dứt khoát. Đấy, mấy vị là bắn chim không bắn không phải bắn cung. Mua lại về. Can thủ tàng hồn. Đấy mình luyện này là mắt nó sẽ sáng hơn, khuôn mặt nó sáng hơn, đỡ phải đánh phật. Đấy. Tập khí công chúng ta biết là các vị tiên gia 70-80 tuổi ở trên núi đấy, người ta vẫn tập khí công nhìn rất là trẻ và đâu có phải xuống đồng bằng mạnh đâu. Họ cứ sống một cuộc đời vô sơ tự tại. Đấy, uống nước suối rồi ăn hoa quả rừng rồi ăn các thức ăn trên rừng và tập khí công. Bây giờ đến phần thu khí, tập sau khí công mình nhớ phải có thu khí lại, thu năng lượng và đưa năng lượng về cất ở đan điền. Nha, hay này, hít vào mũi, thở ra ống miệng này. Hai, hít. Chân đứng bình thường, hít. Thở. Hít vào bình bụng ra, hít. Thở. 6, hít. Thở. 7. Lên. Cả ngược lại. Chúng ta lấy những cái đèn của thiền giống lúc nãy. Chúng ta chuẩn bị thiền. Năm 2008, bản thân vốn là người mang nhiều căn bệnh khó chữa như suy giảm chức năng gan, thận, viêm xoang, viêm họng. Thầy Phúc Thành đã dành 7 năm tầm sư học đạo cùng các bậc chân sư để tu luyện khí công và thiền định tự chữa bệnh. Năm 2015, được biết đến là người sáng lập trung tâm thiền khí công Hoa Vô Ưu nhằm lan tỏa những bài khí công chữa bệnh cho cộng đồng. Là người khai sáng phương pháp mở khớp, giúp cho 50.000 học viên ngồi thiền kiết già dễ dàng hơn. Khai sáng phương pháp định tâm trong thiền định, giảm stress trong cuộc sống. Thầy đã giảng dạy miễn phí cho hơn 80.000 người qua nền tảng trực tuyến. Một người được biết đến với sự cho đi không ngừng, lan tỏa giá trị yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng. Sứ mệnh của thầy là giúp cho 5 triệu người Việt Nam được tập luyện khí công và thiền định, nâng cao sức khỏe, giảm stress, có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Thầy dành tặng khóa học thiền giúp bạn sống hạnh phúc, hoàn toàn miễn phí,
Bạn chỉ cần tag tên 3 người bạn và share về tường để nhận khóa học này.